trên thủ vua mèo Đồng Văn Hà Giang. Ria Đồng Văn Hà Giang thôi, chưa vua Đồng Văn. Nhưng một dạng thôi. Chi bo là gì không biết, chi bao nó là chi bao. Một vòng đi vòng quanh hả? Một người chỉ cần còn mua vé à? Ôi sao anh làm cái đầu quá vậy? Bên này bán vé bên đây. Vé 20.000. Cho em hai vé. Với hai tấm vé trên tay. Ôi giời, cái gì vậy? Vẽ mũi. Tí nữa lên Đồng Văn tối nay tổ chức cho làm cô dâu lần hai rồi ạ. Đây rồi. Nếu một con vua mà ở dân thường có nhiêu đây thôi hả? Nhỏ quá ha. Rồi. Chú có thuốc phiền nhưng mà là buôn thuốc phiền. Rồi. Tưởng là vua mèo là phải có hai con mèo hai bên chứ. Cần ra bằng gỗ không rồi. Hai bên là có hai con Long Phùng. Long Phùng có vẻ xấu chứ. Bình thường. Ba người ghế. Dân tộc Mông. Con sờ lên vật. Người Mông. Vua mèo. Vua mèo. Không ơi. Lớn đấy. Ơi, đây là đền thờ Bí thư Đỗ Mười chụp ảnh cùng ông Vương Quỳnh Sơn. Hương Đình Thọ, con trai của Vương Quỳnh Sơn. Hương Thị Sì Ngọc Xuân Lý Chiêu. Cây ngã con ngựa của Vương Sơn. Có rồi nhưng không biết nó tốt hay không, có may thì có đấy, bởi vì mình Không được ạ.
cái đầu tiên rồi xong bắt đầu mình đưa lên rồi đấy. Cái điểm rất là đặc biệt của cái tòa sinh thự này đã được xây dựng cách 3 kỷ lục kiến trúc, trong đó kiến trúc của Pháp, kiến trúc của người Trung Hoa cổ và kiến trúc của người dân tộc Mông ở trên này ạ. Và những vật liệu xây dựng cái tòa sinh thự này thì gồm có hai cái vật liệu chính, đó chính là cây cháu và người giúp việc với thang xếp bên trong này. Còn phía bên tay phải đây là chính là người ở trong hai cháu bạn. Và tiếp sau phía bên này là chính là người ở trong người giúp việc. Và đồng thời trong này cũng chính là cái khu vực nhà bếp của gia đình họ Phương ạ. Rồi, đây vừa đọc sẽ những cái vật liệu.